Nhà bếp mới chính là cái điểm nhấn của cái căn nhà này. Bếp thì rất là hiện đại và rất là rộng. Bạn nào mà lần đầu xây nhà, đang muốn tham khảo một mẫu nhà một trệt một lầu, góc hai mặt tiền, phong cách hiện đại thì nhất định không được bỏ qua video này nha. Đây là một cái căn nhà mà tụi mình vừa bàn giao cho chủ nhà. Căn nhà nằm tại trung tâm thị trấn Thới Lai thuộc Cần Thơ và có cái diện tích là 5.5m x 13m với cái phần sân 5m ở phía trước nhà. Với một cái lợi thế nằm ngay trên nền góc hai mặt tiền nên là căn nhà này thì rất là thông thoáng. Từ cổng bước vào, chúng ta sẽ có một cái khu vực sân khoảng 5m để xe cùng với cái tiểu cảnh cây xanh ở đây. Bây giờ thì cây mới được trồng nên là chưa có đẹp đâu. Chừng khoảng 5-6 tháng nữa thì cây rất là xanh mát. Nội thất của căn nhà được thiết kế với 3 màu chủ đạo là trắng, đen, xám, thể hiện được cái sự nam tính danh chủ nhà. Phòng khách sẽ có một cái chiếc sofa màu xám hình chữ L rất là rộng rãi. Đây cũng là nơi để mà chủ nhà đón tiếp khách và tụ tập cùng bạn bè. Phần vách TV được trang trí bằng cái tấm nhựa PVC vân đá màu trắng, sang trọng, kết hợp cùng với phần lam nhựa sơn màu xám nhám ở phía sau. Chúng ta còn có thêm một cái kệ sách nhỏ nhỏ ở chỗ này nữa. Nhà bếp mới chính là cái điểm nhấn của cái căn nhà này. Bếp thì rất là hiện đại và rất là rộng. Ở đây chúng ta có một cái bộ bàn ăn 6 ghế cũng tông màu xám luôn. Tủ lạnh thì lớn, hai cánh, màu đen và rất là sang trọng. Bếp này có cái chất liệu là gỗ MDF kháng ngậm, bề mặt là melamin, phần mặt đá và ốp bếp ở đây là đá trắng sứ vân mây chống trầy xước. Riêng tủ bếp dưới là nơi tiếp xúc với nhiều nước thì chúng mình sử dụng cái vật liệu là nhựa. Loại vật liệu này có khả năng là kháng nước cao, phần tủ bếp dưới băng nhám màu xám để phù hợp với phối cảnh màu sắc chung của căn nhà này luôn. Các phụ kiện trong bếp sử dụng đều đến từ hai thương hiệu lớn là Heffler và Blum. Từ bếp nè, máy hút mùi nè, đến hệ thống ray giảm chấn và tay nâng trợ lực. Các bạn biết không, hệ thống tay nâng trợ lực của Blum thì chất lượng nhất nhì thị trường phụ kiện tủ bếp hiện nay rồi đó. Nhờ có cái hệ thống trợ lực này mà những cái thao tác nâng hạ tủ chén trở nên rất là dễ dàng, hạn chế cái sự đổ vỡ khi mà chúng ta phải với lên để mà lấy ly chén. Bồn rửa ở đây cũng được trang bị những cái phụ kiện hiện đại để mà thuận tiện cho người sử dụng, như là vòi nước thì có thể kéo dài ra để đến nhiều ngóc ngách, thuận tiện cho cái việc rửa dọn của chúng ta nữa. Bước lên lầu 1 là không gian của 3 phòng ngủ, gồm một phòng master và 2 phòng ngủ phụ. Vì lý do riêng tư nên là tụi mình sẽ không quay phòng ngủ, các bạn xem hình thiết kế 3D ở đây nha. Các phòng ngủ đều theo cái tông màu là trắng, đen, xám, nhưng sử dụng thêm sàn gỗ, vừa là điểm nhấn, vừa để tăng sự ấm cúng cho phòng ngủ nữa. Hành lang ở lầu 1 được chủ nhà trang trí thêm nhiều loại cây xanh. Với lợi thế là hai mặt tiền nên là ban công ở đây rất là thoáng đãng, tầm view thì rộng rãi và đây cũng là một nơi lý tưởng để chủ nhà có thể hóng gió và chill cùng bạn bè. Nếu các bạn thích xem nhiều mẫu nhà đẹp như thế này, hãy follow và đón chờ nhiều video hơn từ tụi mình nha.